Hôm nay ở cái phần tiếp theo ấy, thì tôi sẽ nói về kỹ năng chúng ta đóng góp ý kiến trong một nhóm luôn. Có nhiều người có nhiều ý kiến khác nhau, và việc của chúng ta là chúng ta đóng góp làm sao cho hợp tình hợp lý, cho người ta dễ tiếp thu. Bởi vì nếu như bạn có một ý tưởng tốt, nhưng mà nếu bạn không biết cách trình bày ý tưởng nó một cách mạch lạc và thuyết phục, thì bạn sẽ không đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Và sau đây tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số kỹ năng mà giúp cho chúng ta thực hiện tốt cái việc mà đóng góp ý kiến của mình trong trong nhóm. Thì khi các thành viên phát biểu ấy, thì bạn phải lắng nghe, đúng không? Có ai nói lên phát biểu, bạn phải lắng nghe. Và nếu mà bạn cảm thấy chỗ nào đó cần phải trao đổi thêm, thì bạn hãy ghi cái điều đó vào một cái tờ giấy hoặc là quyển sổ. Bởi nếu không ấy, thì bạn sẽ không thể nhớ chính xác, hoặc là thậm chí bị quên ngay sau khi đó. Điều này á thì có lợi khi mà bạn phát biểu ý kiến. Nó lợi à, nhầm mà nhầm điều này nó không có lợi khi mà bạn phát biểu ý kiến. Tại vì sao? Tại vì nó có thể khiến bạn hiểu sai cái ý kiến của người phát biểu trước, đúng không? Vậy thì xây dựng ý kiến từ điều người khác nói, trên cái cơ sở mà chúng ta lắng nghe, chăm chú ghi chép lại cái ý kiến của các thành viên khác, thì bạn sẽ phát hiện ra các điểm yếu, những chỗ sai sót, những cái thiếu sót của họ. Từ đó thì bạn hãy suy nghĩ, hãy cân nhắc để tìm ra được cái ý tưởng trong ý kiến đóng góp của bạn. Điều này sẽ giúp cho ý kiến của bạn sẽ tránh bị trùng lặp, đồng thời đi vào trọng tâm của vấn đề đang thảo luận hoặc là đang tranh luận. Nhờ đó, ý kiến đóng góp của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn và có trọng lượng hơn. Bạn cũng đừng ngại khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi khi mà bạn không hiểu chứ, đúng không? Nếu mà bạn cảm thấy vấn đề nào đó cần thảo luận, thì hoặc những ý kiến cần phát biểu của ai đó có điểm nào mà bạn chưa rõ, thì hãy đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề. Điều này giúp bạn định hướng đúng cái vấn đề, vừa hiểu sâu cái vấn đề của bạn. Yếu tố tiếp theo là bạn đừng ngại phát biểu ý kiến. Có nhiều người mang tâm lý e ngại, né tránh khi phát biểu ý kiến đóng góp. Nhưng mà có rất nhiều lý do khiến cho họ không muốn phát biểu ý kiến. Có thể là do sợ sai này, do sợ động chạm này, do ngại tư duy này. Bạn hãy gạt những cái đó ra. Cái lối tư duy này không có lợi cho bạn trong cái quá trình phát triển nhóm đâu. Thay vào đó thì bạn hãy tự tin, nhã nhặn, lịch thiệp phát biểu ý kiến. Và điều này giúp cho bạn tạo được cái thiện cảm từ từ đồng đội, vừa giúp bạn khởi tạo được cái suy nghĩ mới, tích cực, chủ động. Nhờ đó bạn sẽ gặt hái được cái nhiều cái lợi ích, cái thành công trong cuộc sống, cũng như là trong cái việc mà chúng ta công tác trong trong nhóm. Và khi mà bạn phát biểu ấy, thì bạn phải đi đúng trọng tâm cái vấn đề cần thảo luận. Đây, đi đúng cái vấn đề trọng tâm cần thảo luận. Bạn không nên nói gì cả gì muốn. Điều này sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bực mình, cảm thấy là bị tước mất quyền quyền phát biểu của họ. Ngoài ra những cái kỹ năng trên thì đối với những cá nhân mà chúng ta chống đối ấy, thì chúng ta cần phải biết lắng nghe họ, biết tiếp thu ý kiến của họ. Khi mà chúng ta tiếp thu ý kiến của họ thì họ sẽ tiếp thu lại ý kiến của chúng ta. À, nhìn vào sơ đồ này bạn sẽ thấy được điều gì? Nếu như mà bạn ngại xung đột này, bạn trốn tránh trách nhiệm này, bạn không cộng tác với nhóm này, thì bạn sẽ không gặt hái được nhiều lợi ích, cũng như nhóm sẽ khó mà có thể đi đến thành công ở cái mục tiêu nào đó được đặt ra. Do vậy, để đảm bảo cái sự hoạt động thành công trong nhóm, thì mỗi thành viên cần phải trang bị cho mình những cái kỹ năng như là kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý nhóm của người lãnh đạo. Và chính điều đó sẽ tạo được cái sự tôn trọng, sẽ tạo được sự tin cậy, tạo được sự cởi mở, tích cực và an toàn. Nghĩa là
tránh được cái xung đột trong trong nhóm. Và khi mà các bạn làm việc đồng đội cùng chung với nhau ấy, thì các bạn phải đoàn kết lại. Và theo kinh nghiệm của tôi ấy, trước khi các bạn mà hoạt động nhóm ấy, các bạn nên để nhóm, ví dụ như các bạn hoạt động nhóm trên 15 người ấy, thì các bạn cần phải đặt ra một cái khẩu hiệu nó cho nhóm, ví dụ như là mạnh mẽ, sôi động hết mình, hay là vì một mục tiêu nó. Thì khi các bạn gặp khó khăn ngay khi mà các bạn gặp vấn đề đó, thì chúng ta sẽ dựa trên tiêu chí, dựa trên cái khẩu hiệu của chung của nhóm này để hành động, đúng không? Đấy. Và ở mục tiếp theo thì tôi sẽ nói về cái kỹ năng tư duy, phản biện và tranh luận. Còn cái mục kỹ năng làm việc nhóm thì đến đây là kết thúc. Và các bạn nếu mà không hiểu được cái bài giảng này ấy, thì vui lòng xem lại cái bài giảng khác, nhiều bài giảng ở trong kênh khác, trong kênh có rất nhiều các bài giảng hay, đúng không? Và ở đây tôi có một điểm lưu ý khi mà các bạn phát biểu ý kiến này, tôi quay lại cái vấn đề phát biểu ý kiến đó, là các bạn cũng suy nghĩ cân nhắc trước khi đưa ra cái ý tưởng mới. Có nhiều ý tưởng mới nhé, còn các bạn đưa ra chưa chắc người ta chấp nhận đâu. Các bạn phải phân tích cái lợi cái hại, phân tích đa chiều, đa góc nhìn. Các bạn phải đặt bản thân mình vào bản thân họ, thì cái địa vị của họ để chúng ta trình bày, đúng không? Và cái vấn đề mà làm việc nhóm, họp nhóm cũng như đóng góp ý kiến, giải quyết xung đột của nhóm, đến đây là kết thúc. Và mong các bạn là ủng hộ subscribe cho mình.